Dạ thưa ba. Hả? Chuyện gì? À, ba cho con xin thêm tiền chi phí tháng này của nhà em ba. Ừ. Cái gì? Tiền nó gửi cả năm mà, xài chưa hết, mày xin thêm là sao? Dạ thì đúng là ba gửi cả năm, nhưng mà... Xài tầm bậy phải không? Dạ không có ba. Tại tháng vừa rồi tổ chức 100 ngày kỷ niệm của ba với cô Liễu, thăm hơn 200 triệu. Trời ơi, trời, cái gì mà dữ vậy? Hơn 200 triệu. Chết ba rồi. Nè, tuyệt đối không có nói chuyện này cho vợ con biết, hiểu chưa? Dạ con biết rồi, con sẽ không nói cho bất kỳ ai trong nhà biết hết. Nhưng mà mình giải quyết làm sao tháng này ba? Thì bây giờ coi coi, cắt giảm được cái gì chi phí gia đình thì cắt giảm. Đâu có được ba. Chuyện tổ chức 100 ngày là chuyện của ba, tự nhiên bây giờ ba bắt cả nhà phải cắt giảm, con thấy không ổn đâu. Trời ơi trời, tao nhờ mày cái gì mày cũng không được hết. Thôi được rồi, để tao tuân tính. Tâm Ý ơi. Tâm Ý. Dạ. Dạ, ông cởi con. Giờ con lên con mời tất cả mọi người trong nhà xuống đây. Ông có chuyện muốn nói. Dạ. Tất cả mọi người đầy đủ chưa? Có chuyện gì hả ba? Có chuyện gì vậy ông? Gì không? Dạ đầy đủ hết rồi ba. Chỉ còn thiếu cậu ba thôi, cậu ba đi trực rồi. Có gì báo cho nó sao? Dạ. Mà có chuyện gì hả ba? Hôm nay ba họp tất cả mọi người trong gia đình lại để mà tuyên bố một cái chuyện hết sức là quan trọng. Vừa qua thì tình hình tài chính của công ty nó có khó khăn con. Cho nên chính vì vậy á, bây giờ những cái chi tiêu trong gia đình mình là mình phải giảm, phải tiết kiệm lại các con à. Đỗ Tú Tài ơi, mọi chuyện là do mày, cũng chỉ vì cái sự kiện 100 ngày đó. Tình hình công ty khó khăn dữ vậy hả ba? Đúng vậy. Cho nên ba kêu gọi mọi người trong gia đình mình sẽ thực hiện chiến dịch đây. Thắt lưng buộc bụng. Vậy mình có bị đuổi việc không chị? Chiến dịch thắt lưng buộc bụng bắt đầu. Cho nên á, ba kêu gọi là tất cả những cái chi phí trong gia đình này á, chúng ta đều phải giảm đi một nửa để dồn cái tiền đó mà mình trả nợ cho ngân hàng các con ơi. Sao giảm gì nhiều dữ vậy hả ba? Giảm đi một nửa thì làm sao mà sống được ba? Cố gắng là phải sống được thôi. Như vậy mới gọi là thắt lưng buộc bụng cho con. Lần này mình bị đuổi thiệt rồi chị ơi. Dù có thắt lưng buộc bụng cũng đâu có cần phải giảm đi nhiều thứ như vậy đâu ba. Phải giảm con à. Người ta nói là tích tiểu thành đại, kiến tha lâu đầy tổ. Như vậy mình mới thực hiện được cái thắt lưng buộc bụng. Trong nhà này con thấy không có giảm được cái gì hết á. Ôi con nhìn thế chứ không phải như thế. Bởi vì sao? Con để đi. Đây bà nói thí dụ về mặt thức ăn đi. Mỗi lần mà bàn mà dọn lên một cái hả, nó đầy hết. Nào là xương nè, nào là thịt bò nè, thịt heo nướng nè. Đó, ăn mấy cái đó cho nên con làm chi nên mới bị bón. Không, chuyện đó là chuyện dĩ vãng rồi, nhắc hoài à. Phải rồi. Phải cái gì? Đó là những cái không cần thiết, mình có giảm xuống được, hiểu chưa? Đây, thí dụ, nhà này có bao nhiêu cái tivi? Đó, mở coi suốt. Rồi máy vi tính nữa, mấy đứa xài xong có tắt đâu. Rất là hoang phí con à. Cho nên mình phải tiết kiệm và tiết kiệm. Nhưng mà mấy cái đó đâu có tiết kiệm được bao nhiêu đâu ông. Con đừng có cãi ông. Con là cái thằng hoang phí nhất đó. Chị ơi, ông sắp đuổi mình rồi. Từ đây trở đi, tất cả những cái thứ gì trong gia đình này mình phải giảm đi một nửa hết. Con thấy làm vậy không có được mà. Không được cũng phải được. Khi đã đặt quyết tâm thì chúng ta sẽ thực hiện được thôi. Hiểu chưa? Tâm ý. Dạ. Cho nên á, con là cái người mà sẽ giảm chi phí dùng cho ông. Tất cả những chi xài trong gia đình này con phải giảm đi một nửa. Hiểu không?
Những cái gì mà con thấy cần giảm thì con phải ghi ra, và sau đó báo lại cho ông. Dạ. Được không? Dạ được ông. Ừ. Lương con nhiêu? Dạ lương của con 4 triệu, nhưng mà tháng rồi cô cho con 4,5 triệu. Nhưng mà nếu như mà ông muốn thì ông có thể cắt lương của con cũng được. Quan hô tinh thần của con. À, nhưng mà không sao, mình cứ giảm tất cả những cái chi phí kia trước đi, còn cái chuyện giảm lương của con á, nhà này sẽ cân nhắc sau. Đỗ Tú Tài, mày đúng là cái thằng trời đánh. Con bé đó phải làm quần quật cả ngày để kiếm kế sinh nhai, mà mày còn muốn giảm lương cho nó. Mày có còn lương tâm không hả? Dạ, con sẽ cố gắng hết sức. À, hoan hô tinh thần của con. Ba ơi, ba coi lại đi ba, chứ giảm phân nửa rồi khó lắm ba ơi. Im lặng thôi. Đây là mệnh lệnh phải chấp hành. Nhà mình đồng lòng thì sẽ vượt qua mọi khó khăn. Tại à, tất cả là tại mày. Mày đặt làm gương cái nỗi gì, chỉ có nước làm gương xấu, gương đen thôi. Cơm như đây rồi sao ăn? Rau không làm sao mà ăn. Dạ, đồ ăn tới ạ. Gì vậy? Cái gì vậy đó? Đúng thật. Dạ, con làm theo lời ông nói tối qua, giảm hết thức ăn ở mức có thể. Tạm thời thì mình chỉ nấu những thức ăn có sẵn và không có đi chợ để giảm kinh phí ạ. Con giỏi lắm. Giỏi cái gì hả? Giỏi hả ba? Bao nhiêu đây đồ ăn làm sao mà ăn được? Không có thịt mà sao mà ăn? Không biết đâu đem thịt ra đây. Riêng thịt của em thì có. Ủa? Của em có hả chị dễ thương? Vậy thì cũng còn được. Các bạn của em nè. Mẹ ăn nữa. Khui. Đòi ăn đất. Không nghe ông nói hả? Thắt lưng buộc bụng, ráng mà ăn đi. Con ăn rồi ba. Con à. Ba ơi, lấy xe cho con đi học. Con bị trễ rồi. Đi bộ đi cháu gái. Dạ, con chào ông. Chân cẳng mình lành lặn mà, hiểu không? Chịu khó đi. Chứ bây giờ mà lấy xe đó, mà bây giờ chở con lên trường, xong rồi vòng lại công ty nó tốn xăng lắm con. Chịu khó đi bộ hả con ha? Ông ngoại đã không cho ăn thịt xuồng rồi, bây giờ còn bắt đi bộ nữa. Ông ngoại đúng là phù thủy mà. Trời trời, trời cái con cám này. Em đi học nha chị. Ừ, học tốt nha. Dạ, nó cho ông đang đi học. Ừ. Dạ thứ ba con đi. Ờ. Này, ê, 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 ê. Thấy ba bận sao con? Ủa, ba? Bộ này cống công ty mình hư, ba lên ba sửa luôn hả? Bóp cổ con bây giờ. Cống cống cái gì? Sao ba mặc đồ này? Bận cái này là tiết kiệm. Ủa sao rồi con bận cái này hả? Ủa chứ mặn gì, ba con là người có chức vụ công ty mà phải ăn mặc lịch sự vậy chứ. Thôi con bác thôi hả? Dạ. Ủa vậy ba là cái gì? Hình như ba không phải là giám đốc. Ừ đúng rồi, ba là giám đốc mà. Vô tha. Nói cho con biết, con bận những cái bộ đồ như thế này thì nhà máy sẽ lo vấn đề giặt giũ cho mình. Mình đỡ phải tốn tiền điện tiền nước ở nhà, hiểu không? Mà mặc cái này đi làm mất cỡ chết luôn. Không càm ràm nữa. Vô. Ba. Vậy ba, có cần phải tiết kiệm dữ vậy không? Càm ràm hoài à, thắt lưng buộc bụng, hiểu chưa? Ủa ông, hôm nay mặc đồ này hả? Con thấy sao? Dạ con nhìn ông giống mấy người quản lý công xưởng á. Ừ. Con đã nói rồi mà. Không có nói nữa. Mẹ lấy con đôi giày. Nè Tommy. Dạ. Ra đây ông biểu. Ông dặn
Những gì tiết kiệm được thì cố gắng tiết kiệm cho ông, hiểu chưa? Dạ, con biết rồi. Ừ. Còn thằng kia. Đi ba, con đã xong rồi. Nói sao bây giờ? Có thể bỏ cái nón ra không? Không ba, đội giày đi lên công ty người ta đừng thấy mình thấy mắc cỡ lắm. Cũng biết mắc cỡ nữa à? Biết chứ, bà không biết thôi chứ còn biết chứ. Thôi giờ vậy, bỏ cái nón ra đi con. Người ta sẽ hiểu lầm. Hiểu lầm con là phái nữ đấy. Thôi kệ đi, thà vậy đỡ mất mặt. Thôi đi, đi làm với ba. Nè. Hả? Anh mặc bộ đồ này hả mà lên công ty người ta biết anh là phó giám đốc em chết liền luôn á. Bà thấy chưa? Ủa vậy thì con ba là cái gì? Ba không phải là giám đốc à? Con không biết đâu. Nè, hôm nay anh đi làm một mình đi nha. Đừng có đi chung với em nữa. Ê, lớp trưởng gửi tài liệu ôn thi kìa. Đi anh liền đi. Tôi có cái nào học bài đâu. Thôi khỏi đi. Không học bài sao đậu trời. Ê, đi anh liền đi. Có nhà 4 không? Cho tôi xin 100 tờ đi. Trong tủ. Hay ta nói cái có liền luôn ta. Có luôn nè. Dừng lại. Không được đâu. Chào chị. Sao vậy chị? Cậu không có anh ở đây được đâu. Chị phải cho em biết lý do chứ. Tại vì in 100 tờ thì nhiều quá. Còn tốn tiền mực, tiền điện nữa. Không có được đâu. Cái đó thì có đáng bao nhiêu? Nhà mình đang trong thời kỳ thắt lưng buộc bụng. Nên in 100 tờ là không có được. Với lại, lỡ ông biết được thì sao hả? Xin lỗi cậu nhiều nha. Của ai nhà nấy in nha. Làm sao ông biết được? Không sao đâu. Không có được đâu. Cẩn thận vẫn hơn mà. Giấy này á, người ngoài cũng không có sử dụng được đâu. Cậu muốn xài nhiêu thì nói tôi đưa cho cậu nha. Nhà ông mới bán cho chị hả? Là sao? Tôi tưởng chị chủ nhà không đó. À không phải, là do ông của tôi á. Trời ơi cái gì kỳ vậy. Ê, điện thoại tôi hết pin rồi, mấy cho mượn dây sạc được không? Ở đó đó. Ý, không có được đâu, của ai nấy xài nha. Rồi, của ai nấy xài đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Ê, tự nhiên thấy đói bụng quá. Hay là tụi mình gọi pizza đi ha. Cũng được á. Sẵn tiện tụi mình gọi thêm khoai tây và mì nữa. Ok. Không được. Dừng lại. Trả điện thoại lại cho em. Em không có được gọi đâu. Thời kỳ thắt lưng buộc bụng cho nên chỉ được ăn cơm nhà thôi. Gì kỳ vậy? Không cho ăn sườn rồi bây giờ không biết cho gọi pizza nữa. Cơm nhà thế mà gây cho heo. Heo nó còn chê á. Nhưng mà đó là lệnh của ông mà. Cho nên em không có được gọi pizza đâu. Nè, mấy đứa ăn đỡ cái này đi. Chị mới chiên ngon lắm á. Nếu như em không thích ăn thì sao? Nè, ăn thử đi, ngon lắm á. Đi làm cái gì à? Chị nói thiệt đó. Sao? Chị kỳ cục quá à. Đồ dạy heo nó mới ăn. Dạ thưa ông, con xin báo cáo. Ừ. Đầu tiên là quan muốn in 100 tờ giấy, nhưng con nhất quyết không cho, nên tiết kiệm được 20 ngàn. Giỏi. Sau đó, làm chi gọi pizza nhưng con cũng không cho, nên đã làm chuối chiên cho nó và tiết kiệm được 300 ngàn. Quá giỏi luôn. Dạ, còn nữa không? Tôi xin giao táo. Sau đó, con đã trả lại số táo mà nhà mình đặt hàng tháng, vì táo tháng trước mua vẫn còn nhiều và còn ăn được. Con giỏi lắm. Những trái táo sắp bị thối, con đã gọt đi phần hư rồi cắt sẵn bỏ vào tủ lạnh. Nếu không làm vậy thì táo sẽ bị hư hết. Kết quả là tiết kiệm được 1.200.000. Thông minh quá. Cuối cùng, để tiết kiệm nước, con đã bỏ đá vào bồn cầu. Con nói là bỏ đá để tiết kiệm nước hả? Dạ đúng rồi ông. Tuy là không có tiết kiệm được bao nhiêu, nhưng mà mỗi tháng tiết kiệm gần được 100.000 đó ông. Trời ơi trời, vậy mà con cũng nghĩ ra. Sao con giỏi quá vậy? Tiết kiệm gì là hay đó, cứ thế mà phát huy nha. Dạ. Tài ơi là tài, chỉ vì cái sự kiện tốn gần 200 triệu cho người phụ nữ của mày mà khiến người trong nhà phải chịu cực khổ. Không được in giấy, ăn tao thúi, bồn cầu thì đầy đá. Sao vậy? Đúng là cái thằng không có lương tâm mà.
con sẽ tìm thêm cách để tiết kiệm. Ừ, giỏi. Ừ, người ta nói là tiết kiệm là quốc sách mà con. Dạ, ha. Con hiểu rồi. Vô đi. Ông ơi, con báo cáo những việc hôm nay được không ông? Được con, vô đi. Dạ. Dạ, bắt đầu từ tối qua. Tại sao lại chúng đi? Dạ, bây giờ là 8 giờ tối. Theo lời ông thì con sẽ tắt hết đèn điện trong nhà từ lúc 8 giờ để tiết kiệm điện. Mọi người nhớ đi ngủ sớm nha. Chúc mọi người ngủ ngon. Không chịu đâu, không chịu. Con muốn cúp điện con. Trời ơi, nó nói là nó làm liền à. Thôi đi ngủ đi con. Nếu tiết kiệm như vậy, mỗi tháng chúng ta sẽ tiết kiệm được 500.000 tiền điện. Còn nữa, con còn bỏ muối vào nước vo gạo để giặt đồ thay thế cho thuốc tẩy. Như vậy, mỗi tháng con có thể tiết kiệm được 50.000. Có lý lắm. Từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối, con sẽ tắt toàn bộ máy lạnh trong nhà và mọi người chỉ được bật khi đi ngủ. Nếu thấy nóng, chị em con sẽ dùng quạt nên không sao cả. Giỏi. Nhưng mà con xin lỗi ông, hôm nay con chỉ nghĩ được bao nhiêu đó cách tiết kiệm mà. Nếu như mà ông thấy không được á, thì ông có thể trừ tiền lương của con cũng được. Không phải trừ cái chuyện đó. Con không cần phải bận tâm, giữ nguyên như vậy không có sao hết, nghe chưa? Dạ, con cảm ơn ông. Sao ông ăn thấy có vừa miệng không? Rất vừa miệng. Phải nói là nếu mà có đi nhà hàng 5 sao á, cũng không ngon bằng cái này. Ôi trời, ông làm tôi ngại thiệt đó. Cảm ơn ông. Ông uống nước đi. Thật sự tôi là rất muốn cảm ơn bà. Cảm ơn tôi? Ôi trời, vì chuyện gì? Thì bữa cơm hôm nay tôi muốn có một cái quà tặng để mà tỏ cái lòng. Không, có gì đâu mà cảm ơn chứ. Đây chỉ là bữa cơm bình thường thôi mà. Bữa cơm gia đình mà. Chương trình 7 ngày vàng săn giá vàng sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay. Chiếc váy cao cấp này sẽ là sản phẩm mở đầu. Một thiết kế trang nhã nhưng không kém phần sang trọng, dành cho những ai yêu thích phong cách dịu dàng, thùy mị. Đẹp quá. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để nhận mức giá. Ít nhất cũng phải đến 5 triệu lần đó. Và hoàn toàn miễn phí. Bà thích cái đầm này hả? Hãy gọi ngay cho chúng tôi. Vậy là tôi có cơ hội để mà cảm ơn bà rồi. Không, ông làm như vậy. Nè, đừng có làm như vậy mà. Thật sự là ông à, ông đừng có làm mà. Có bao nhiêu đâu. Đắt tiền lắm đó. Chào bạn. Tôi muốn mua cái đầm mà bạn đang giới thiệu ở trên TV đó. Không cần phải làm như vậy đâu. Bạn chờ chút xíu nha. Ông à, đây chỉ là cái đầm thôi. Tôi mặc chỉ vài lần rồi bỏ thôi mà. Hơn nữa cái đầm này đắt tiền lắm đó. Có sao đâu, một cái đầm thì có là bao nhiêu. Nhưng mà nó đến 5 triệu lần mà ông. Chẳng lẽ Đỗ Tú Tài này không thể mua cho nàng thơ của mình một cái đầm hay sao? Nhưng mà sao? Tôi ngại thiệt đó. Ngại là sợ tốn tiền chứ gì. Phải đó. Ôi trời ơi, tôi đã cho cả nàng thơ, cả con tim của tôi, thì cái đầm có đáng giá là bao nhiêu? Tính cách của Đỗ Tú Tài là như vậy. Bây giờ thì mình mua xong thì mình thanh toán như thế nào bạn? Ngay thuốc tẩy mà cũng bắt con bé tâm lý tự tạo ra. Vậy mà giờ mua một cái đầm sến súa đắt tiền như vậy, mày có còn là con người không hả? Đúng là cái đồ giải gái mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.